Xin chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh máy cắt nhôm, máy chế. Về hôm nay kênh sẽ giới thiệu đến anh em một dòng sản phẩm máy ép góc. Hôm nay em đang ở xưởng trực tiếp ở trên xưởng sản xuất máy ép góc chế máy ép góc bằng hơi của Việt Nam sản xuất. Thì như trên màn hình anh em có thể thấy đây một nguyên một con máy ép góc sử dụng bằng hơi. Nó về lợi ích của con máy ép góc này thì nó sẽ không sử dụng điện, sẽ đỡ tốn chi phí khi mà mình sản xuất. Ngoài ra thì nó sẽ không sử dụng điện nên là nỗi hỏng hóc của nó thì gần như là không có. Nó sử dụng trực tiếp bằng hơi và bằng cơ. Đấy, không sử dụng một linh kiện điện nào cả nên là máy rất là bền cũng như là chắc chắn khi mà mình sử dụng. Bên dưới này sẽ là cái nồi hơi để nồi hơi bít tông ấy, cực kỳ khổ lớn để anh em có thể là sấn được những cái dòng nhôm dày như nhôm Trinh Pha đem đỏ Cộng Đồng nhập khẩu từ hai ni đổ lên, rất là chắc chắn. Máy sẽ có là lưỡi gà đây và dao sấn và lưỡi căn chỉnh cữ bít tông để mà kẹp chắc thành phẩm để trước khi mình sấn vào thì nó sẽ không bị lệch. Những cái con này sản xuất rất là nhiều, như anh em có thể thấy là một xưởng thì một ngày sẽ ra công được 4 chiếc để anh em có thể là tham khảo từng loại. Đấy. Thì sau đây là kênh em sẽ là sử dụng máy cho anh em có thể là tham quan được cơ chế hoạt động của máy. Trước tiên thì máy sẽ có một cái bàn đạp và dây hơi sẽ kết nối vào bàn đạp và hai dây sẽ nối lên piston và còn piston kẹp. Đấy, khi mà mình đạp bàn đạp thì piston sẽ kẹp xuống và dao sấn nó sẽ sấn vào. Đây. Đấy, như anh em có thể thấy là cái con mâm kia đang bị được kéo xuống và hai con dao này sẽ bị được sấn vào thì nó sẽ là ép cái góc của nó và bắt chặt vào cây kè. Đấy là cơ chế hoạt động của máy rất là đơn giản và cũng như là có thể ra được sản phẩm nó cực kỳ đẹp và chắc chắn khi mà sử dụng cái nồi hơi to. Và đây sẽ là cái thành phẩm khi mà anh em sấn. Đấy, cái này thì sử dụng là lưỡi máy là sử dụng 3 dao nhưng hiện tại là máy sử dụng 2 dao nên đã vừa thay dao, mình có thể là sản xuất được cả loại 2 dao và 3 dao, có thể nắp dễ dàng. Đấy, đây là mặt mặt ép của đây sẽ là mặt ép của thành phẩm cực kỳ kít, không bị hở. Đấy, nó cũng sánh ngang với cái dòng máy ép góc kỹ thuật số đây anh em, và chi phí đầu tư nó thấp, nó không cao như cái dòng kỹ thuật số nhập khẩu và chi phí đầu tư thấp thì anh em có thể nhanh thu hồi vốn. Thì anh em có nhu cầu đầu tư thì hãy liên hệ đến số điện thoại hotline ở bên dưới màn hình. Và cảm ơn anh em đã xem hết video và hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp.